Ơi, hello, anh chị em mình chúng ta lại gặp nhau nữa phải không ạ? Hôm nay Hiệp trân trọng đem đến cho quý anh chị em mình nha một mảnh vườn phải nói là măng cục nhiều hơn nha. Trên đây chúng ta có sầu riêng và chôm chôm và một số cây ăn trái khác, mỗi thứ vài cây thôi nha anh chị. Nhưng đặc biệt cái mảnh vườn này của mình nha, full măng cục nha anh chị, rất đẹp luôn. Và chúng ta là có mảnh đất là mặt tiền đường nhựa nha anh chị nha. Đó, trước mặt sau lưng Hiệp đây ha, anh chị nhìn thấy một mảnh view phải nói là cực đẹp. Một chút nữa Hiệp sẽ quay liền về khu vực này để cho anh chị mình nhìn nha. Ở đây là có các cái khu nghỉ dưỡng ha, các cái homestay của các vị khách nước ngoài nha. Họ quy tụ về đây, họ cắt ở đây. Phải nói là đây là rất là sang chảnh nha anh chị. Và diện tích của Hiệp đem đến cho anh chị hôm nay đó là diện tích 1 mẫu 7 nha anh chị. Và không mất thời gian của anh chị luôn nha. Mảnh đất này một diện tích 1 mẫu 7 có 200 mét thổ cư, giá bán 17 tỷ. Anh chị nào có tài chính 17 tỷ quan tâm alo cho Hiệp nha. À, ở đây toàn là nước ngoài ở nhiều ha. Ở đây cái phòng toilet vệ sinh cũng rất đẹp ha. Bây giờ Hiệp xin trân trọng mời toàn thể quý anh chị mình chúng ta xem tiếp theo trong video của Hiệp nha. Đây anh chị nhìn thấy ha, đây là một con suối phải nói là rất trong lành và mát mẻ. Và trước mặt chúng ta đó là một cái homestay của các vị khách nước ngoài nha. Và bên tay trái màn hình chúng ta cũng vậy luôn, đây là của các vị khách người nước ngoài, họ về đây và họ nghỉ dưỡng tại nơi đây. Bây giờ Hiệp cho anh chị mình xem đây nha. Anh chị nhìn thấy rất đẹp phải không ạ? Nước trong xanh. Chỗ này nó thác gần gần đây anh chị nhìn thấy nha, tuyệt vời đúng không ạ? Đó, và đối diện bên kia con sông của mình luôn, cũng là một khu nghỉ dưỡng sinh thái cực kỳ luôn nha anh chị nha. Đây, dòng nước trong xanh mát mẻ nha. Đó. Rồi anh chị nào yêu mến mảnh này thì alo cho Hiệp. Và anh chị nào có những mảnh vườn anh chị mình cần bán thì xin vui lòng liên hệ quảng cáo qua số điện thoại 0817187979. Hiệp sẽ đến quay trực tiếp những lô đất của anh chị mình nha. Ngoài ra anh chị mình có thể xem kỹ hơn trong kênh YouTube Bỏ Phố Về Rừng Bất Động Sản. Vì thật sự măng cục này rất là nhiều luôn ha. Rất đẹp là anh chị nhìn thực tế đi ha. Đó. Đất thì bằng phẳng như tấm thảm vậy ha. Đi thoải mái mát giò luôn anh chị. Ở đây là con đường chúng ta đi ra mặt tiền đường nhựa trước nha anh chị. Hiệp xin trân trọng thông báo với quý anh chị mình là cái mảnh đất này chúng ta đi ra tới quốc lộ 20 chỉ có 800 mét mà thôi nhớ anh chị. Ở đây anh chị có thể lập vườn sinh thái ha, hoặc là quán nhậu sang vườn nè, hoặc là có thể làm chầm dừng chân ở nơi đây được nha anh chị. Tại trước mặt chúng ta là con đường nhựa rất lớn nha, và chúng ta chỉ cách quốc lộ 20 có